Văn hóa thân thiện. Đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không quen biết ai, ngôn ngữ lại không rành, thì điều ước mơ lớn sẽ là gặp được một người có lòng tốt và thân thiện chỉ dẫn. Mới dọn đến Lưu Xá sinh viên năm đầu đại học, gặp được người bạn hàng xóm thân thiện để được giúp đỡ là một may mắn không dễ trong đời đi học. Hốt hoảng, ngơ ngác vì lạc đường, lạc nhóm giữa thành phố lớn trong chuyến du lịch nước ngoài. Sẽ không gì sung sướng hơn khi gặp được người bản xứ thân thiện, tận tình dẫn về khách sạn. Bị mất cắp điện thoại, giấy tờ trên đất khách quê người, sẽ không gì vui hơn được nhân viên an ninh thân thiện tìm cách giúp liên lạc với người thân. Như thế, thân thiện là thái độ của người có lòng tốt, sẵn sàng và tận tình giúp đỡ người khác khi họ cần, hoặc đoán trước nhu cầu của người khác và tự nguyện đề nghị giúp đỡ. Như người nào đó thân thiện hỏi ta có cần họ giúp một tay không, khi thấy ta vất vả loay hoay với tay sách nách mang, đùm đề đồ đạc lỉnh kỉnh, lại đều bồng hai con nhỏ nheo nhóc trước quầy check-in ở phi trường. Thân thiện còn là thái độ vui vẻ chào thăm, hỏi han, vấn an người khác cách lịch sự để tạo tương quan tin tưởng và bầu khí thoải mái, vui tươi. Người thân thiện không ngại mở đầu câu chuyện bằng lời chào niềm nở, không ngượng ngùng nắm chặt bàn tay nói lời vấn an, không rụt rè trao gửi nụ cười thân ái chung vui, và lúc nào cũng như muốn mở lòng để cùng người chung quanh tạo thêm những tương quan mới, có thêm những bạn hiền mới, nối kết những tình thân mới. Người thân thiện luôn tươi tắn, dễ thương, hòa nhã, lịch sự và tận đáy sâu tâm hồn. Họ có lòng tôn trọng tha nhân, tinh thần vị tha, bác ái và có tính năng nổ hay giúp người, thích phục vụ mọi người. Do đó, thân thiện không là thái độ bông lơi, nhẹ dạ, càng không là tà lanh, tà lẹt, xí xòn, linh tinh, nhưng là đức tính cao quý, nét đẹp nhân văn, nền văn hóa tuyệt vời làm cho các tương quan hài hòa và đời sống xã hội an vui, hạnh phúc. Trong xã hội văn minh, văn hóa thân thiện được coi là rất cần thiết, vì ở đó người ta đối xử với nhau lịch sự, có tình người, thể hiện qua thái độ thân thiện, tôn trọng quyền lợi của nhau, qua lời ăn tiếng nói thân thiện khi trao đổi, qua cử chỉ thân thiện khi gặp gỡ, qua cách thế thân thiện khi cùng giải quyết một vấn đề, sự việc. Xã hội văn minh không cho phép con người thô lỗ, bạo lực, dửng dưng, bất cần nhau trong sinh hoạt. Nghĩa là người văn minh phải là người có văn hóa thân thiện, khi loại bỏ khỏi đời sống chung những lời nói, việc làm mang tính chia rẽ, khai trừ, tẩy chay, loại bỏ những thái độ phùng mang trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, những kiểu cách côn đồ, đe dọa, kiêu căng, xưng hùng xưng bá, cả những phong thái lạnh nhạt, vô tâm, vô trách nhiệm đối với người chung quanh đều đi ngược nếp sống văn hóa thân thiện và không xứng hợp với con người thân thiện. Chính vì thế, khi phải ở trong một xã hội trầm tiếng, kém phát triển, nhất là về phương diện giáo dục, thì người có văn hóa thân thiện dễ bị coi là người thiếu khôn ngoan, khi chung quanh đầy những kẻ lưu manh, gian xảo, hở ra là chôm chĩa, cướp bóc, dễ bị coi là người không cẩn trọng, khi xã hội dung dưỡng những kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác, dễ bị coi là ngây thơ, dại khờ trước phần đông những người mà trái tim đã hầu như vô cảm, chai đá. Và trong xã hội trầm tiếng đó, người ta coi thường những con người có tâm hồn và nếp sống thân thiện rất đáng trân quý này. Họ thật là những người rất đáng trân quý vì lối sống thân thiện của họ đem lại niềm vui cho cuộc sống, an ủi cho nhiều người. Bởi một thế giới gồm toàn những gương mặt cau có, khó chịu, lầm lì, đâm lê thì hỏi niềm vui giữa người với người sẽ tìm đâu ra đất sống. Họ thật là những người đáng trân trọng vì có họ, gánh nặng đời sống của nhiều người sẽ bớt nặng hơn khi được cảm thông, nâng đỡ với những tương giao thân thiện, những chia sẻ thân thiện. Họ thực sự là những người rất đáng tuyên dương vì thái độ thân thiện phát xuất tự nhiên từ tâm hồn vị tha, nhân ái đã cho cuộc sống những bông hồng tươi thắm tình người. Tóm lại, để trở thành người có văn hóa thân thiện, chúng ta không thể không trang bị cho mình một trái tim nhân ái. Bởi không nhân ái, chúng ta không thể thân thiện được với ai. Vì thân thiện chính là mở lòng ra với người khác. Thân thiện là đưa bàn tay quảng đại và phục vụ ra cho người khác. Thân thiện là hòa nhịp đập của trái tim với vui, buồn của người khác. Thân thiện là đầm thắm chia sẻ và ân cần nâng đỡ người khác. Thân thiện là quên mình để mang lại cho người khác niềm vui và hạnh phúc biết mình được quan tâm, trân trọng, yêu mến. Vâng, được ở khu phố có văn hóa thân thiện, được làm việc trong xí nghiệp có văn hóa thân thiện, được sống giữa xã hội có văn hóa thân thiện, cũng như được giao lưu ở với người có văn hóa thân thiện, chúng ta thực sự là những người may mắn hơn tất cả. Bởi không gì đem đến cho ta niềm vui sống bằng tình người thân thiện, và không ai cho ta hạnh phúc sống hơn người có trái tim và lối sống thân thiện, là hoa thơm trái ngọt của văn minh loài người.